Xin chào các bạn nha, mình có một cái remote này các bạn ơi. Thì nó có hiện tượng là khi mình xài tất cả các cái nút này thì đều bình thường hết này các bạn này. Đó, nhưng mà bấm cái nút on off này các bạn này, nó không có ăn ha. Mà bấm thật sâu xuống mà nó rất là đau tay á. Thì mình sẽ hướng dẫn là sửa khắc phục nó nha các bạn. Thì để khắc phục nó thì mình sẽ tháo ra ha. Mình kiểm tra coi nó hư cái vấn đề chỗ nào thì mình sẽ sửa nó từ chỗ đó nha các bạn. Thì những cái để pin á thì các bạn pin remote nó phải đúng chiều của nó, thì khi gắn vô các bạn cũng lưu ý là gắn cho nó đúng ha. Cái remote này mình đã sửa cũng một hai lần gì rồi các bạn, mấy lần trước là cái lỗi nó bị mờ chữ ha. Thì cái này tháo cũng dễ thôi các bạn, nếu mà có móng tay thì mình gắn đây ha, còn không mình dùng cái vít mỏng hoặc là cái đầu chìa khóa gì mỏng mỏng á, các bạn đẩy nó ra là được nha các bạn, dễ lắm các bạn này. Để có những cái đời máy lạnh nó khoảng tầm 5-7 năm về trước á thì nó hơi cũ ha. À, đây nó có một con vít nữa, các bạn tháo này ra ha, mình sorry nhé. À, bây giờ thì tháo nhẹ nhàng rồi đó. Nó đơn giản có như vậy thôi các bạn ơi. À, nút on off chính là cái phần này ha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình cho pin vô, mình kiểm tra coi cái phần này như thế nào. Thì trước hết thì mình cũng nên vệ sinh nó bằng cồn nha các bạn, cho sạch các cái bảng mặt này ha. Rồi, các bạn dùng miếng cồn ha, các bạn lau sạch cho mình ha, lau sạch để cho nó có cái sự tiếp xúc nhiều nha các bạn. Thì cái remote nó cũng không có hư gì nhiều đâu, chủ yếu là mấy cái phần này không à. Ở cái phần này thì các bạn cũng vệ sinh cho mình, nó là cái miếng kim loại nha các bạn, bản thân nó là cái miếng kim loại ha, để khi mà đóng xuống đây thì cái mạch nó được đóng lại, nó đơn giản vậy thôi. Rồi mình sẽ cài trở lại ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đóng lại ha. Rồi mình sẽ cài pin nha các bạn. Các bạn nhớ để đúng chiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm sử dụng nút này rồi. Vẫn không được các bạn ạ. Rồi, như vậy thì cái nút kim loại này nó có vấn đề ha, mình sẽ xử lý nó. Mình sẽ sử dụng keo 502 hoặc là cái keo 3M này, nó sẽ dính chắc hơn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng cái giấy bạc á, giấy bạc ở bao thuốc lá các bạn. Hoặc là cái giấy bạc nào cũng được, các bạn dán đè lên cái này ha. Một ít thôi các bạn này. Không cần nhiều ha. Một ít thôi nó sẽ dính rất là nhiều luôn đó. Rồi các bạn cho cái miếng giấy bạc nhỏ xíu này lên nè ha, một cái miếng giấy bạc nhỏ ha. Đây nè đó, các bạn đè lên ha. Rồi sau đó các bạn úp cái mặt giấy bạc này xuống trở lại ha. À, nhớ là các bạn nhỏ ít keo thôi, không có cần nhiều đâu các bạn. Nếu mà nhỏ nhiều quá nó thành một cái lớp màng á thì nó cũng không có nhạy ha. Mục đích là nó thay thế cái lá kim loại này ha các bạn. Nó sẽ đóng được
nó sẽ đóng được cái mạch điện nữa. Rồi đó, như thế này thôi. Rồi các bạn ráp lên ha. Đó, giờ mình sẽ gắn lại nha các bạn. Rồi, và mình sẽ tiến hành gắn pin thôi. Rồi. Rồi nó đã hiệu quả rồi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy này. Đó, mình bấm nhẹ này. Đó, nó đã có tác dụng rồi. Đó, cái nối số này là các bạn, số ở trong góc này nè. Rồi, như vậy đã thành công rồi nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cái mẹt để sử dụng lại cái remote nó bị hư. Và rất là đơn giản cách này nha các bạn. Thì cũng phải được mấy năm nó mới bị mòn cái giấy bạc. Thì các bạn có thể xử lý thay thế lại ha. Rồi, mình chúc các bạn thành công nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Sau khi sửa xong thì đã xài ok rồi nha các bạn. Rồi, rất là nhạy luôn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.